Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Trên cái bàn cân thông số giữa Honda Super R1000, RR2010 và Kawasaki ZX10R2011, chiếc xe nào tốt nhất? Kawasaki có lẽ là một thương hiệu Nhật Bản cuối cùng trình làng một cái mẫu Super Bike hàng đầu của họ vào cuối năm 2010. Và dưới đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mặt thông số kỹ thuật giữa hai khủng nặng ký là Super R1000 RR2010 và ZX10R2011 trong một cái clip này nha. Về mặt động cơ, Honda Super R1000 RR2010 đi cùng với một động cơ lực 4 xanh 998cc DOC làm mát bằng nước cho ra một công suất là 214 lực, tại bồn tua máy là 14.500 phút, bô mét sắc đại 112 Nm, tại bồn tua máy là 12.500 phút, hành trình sedan 81 nhân cho 48.50 m, cách tỷ số nén 13:1, hộp số 6 cấp, hệ thống sáng nhanh Twister cùng với viên hộp chống trượt Liberus. Kawasaki Ninja ZX10R2011 trang bị cho mình động cơ lực 4 xanh 998cc DOC, hệ thống làm mát bằng dầu mới lấy từ đường đua, cái công suất là 200 mã lực, tại bồn tua máy là 13.200 vòng trên phút và 210 mã lực, tại bồn tua máy là 13.200 vòng trên phút với kích hoạt rơm e. Hệ thống mua bánh xoắn cực đại 114.9 Nm, tại bồn tua máy là 11.400 vòng trên phút, hành trình sedan 76 nhân cho 55 m, cách tỷ số nén 13:1, hộp số 6 cấp, hệ thống Twister và Liberus, hệ thống chèo. Các chiếc Honda Super R1000 RR2010 có dụng cho mình hệ thống cái giảm số trước hành trình ngược Suwa BBF với đường kính là 43 m, cùng với một cái giảm số sau cũng của Suwa BBF AC Disc. Còn Kawasaki Ninja ZX10R2011 đi cùng một cái giảm số trước cũng của Suwa BFF 43 m và một cái giảm số sau cũng của Suwa BFF AC. Hệ thống phanh. Các chiếc Honda Super R1000 RR trang bị cho mình một cái kẹp phanh nạp 4 bit của Nissin ở phía trước cùng chế phanh sau của Rainbow 2 bit phanh ABS Hiking. Còn Kawasaki Ninja ZX10R2011 trang bị cho mình kẹp phanh là 4 bit của Rainbow Bolock M50, phanh sau là Nissin 1 bit phanh ABS Hiking. Tỷ lệ thân xe Honda Super R1000 RR2010 số chỉ mình các chiều dài cơ sở 1455 m, các khoảng sáng gầm 115 m, cùng với các chiều cao yên là 830 m, các trọng lượng cơ thể 201 kg, dung tích bình xăng 16 lít. Còn Kawasaki Ninja ZX10R2011 với chiều dài cơ sở 1450 m, các khoảng sáng gầm 134 m, cái chiều cao yên là 835 m, cái trọng lượng là 204 kg, cùng với đó là dung tích bình xăng 17 lít. Hệ thống điện tử. Các chiếc Honda Super R1000 RR2010 được trang bị cho mình một cái cảm biến EBU 60, hệ thống kiểm soát vô máy sáng tùy chọn HSTC, tín hiệu dừng khẩn cấp ES, hệ thống cái đèn phanh khẩn cấp HESD, trợ lực điện tử, công nghệ chống bốc đầu. Còn Kawasaki Ninja ZX10R2011 hoàn toàn mới được trang bị cho mình cái cảm biến EBU 60, kiểm soát lực kéo Kawasaki 5 chế độ, hỗ trợ đề ba Kawasaki, hệ thống chống bó cứng phanh thông minh cũng của Kawasaki, sáng nhanh Kawasaki, hỗ trợ lái điện tử Holden. Thêm tiền thì khách hàng sẽ có một hệ thống là sáng nhanh 2 chiều. Về màu sắc thì Honda Super R1000 RR phiên bản tiêu chuẩn chỉ có gam màu đen và phiên bản Tricolor. Còn Kawasaki ZX10R phiên bản tiêu chuẩn cũng có hai màu, màu đen và phiên bản xanh lục KAT Edition. Về mặt giá bán, các chiếc Honda Super R1000 RR2010 đang có mức giá bán tại thị trường Thái Lan rơi vào khoảng là 999.000 bạc Thái, đổi ra tiền Việt là
765 triệu Việt Nam đồng. Còn ở thị trường Việt Nam thì chiếc xe có mức giá bán là 949 triệu đồng với phiên bản SD tiêu chuẩn, và phiên bản SB thì có mức giá bán thấp hơn 1.049 triệu đồng. Kawasaki Ninja ZX10R 2021 đang chờ công bố mức giá bán chính thức cho ở Việt Nam. Còn mức giá bán chính thức tại trường Thái Lan cho phiên bản đặc biệt là cái chiếc Ninja ZX10R 2021 rơi vào khoảng là 1.208.000 bạc Thái, tương đương khoảng là 924 triệu Việt Nam đồng. Mẫu xe này sẽ về thị trường Việt Nam trong một cái khoảng thời gian ngắn nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và tiếp nhớ like và subscribe.